bên cạnh những lợi ích do các FTA mang lại, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức khi hàng hóa của nhiều quốc gia sẽ tăng nhập khẩu vào Việt Nam nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan. Diễn đàn nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trước thời cơ thách thức từ các hiệp định thương mại thế hệ mới do Bộ Công Thương vừa được tổ chức và mới đây nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt. Hàng Việt vẫn đang được đánh giá cao và được các nhà phân phối bán lẻ ưu tiên trong cơ cấu hàng hóa bày bán trong siêu thị. Tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống phân phối hiện đại được duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, hàng Việt vẫn đang ở mức trung bình và thấp. Thì hiện nay là trình độ phát triển của Việt Nam của chúng ta và kể cả hàng hóa của chúng ta thì vẫn đang ở cái mức trung bình, thậm chí là trung bình thấp. Việc Việt Nam mở cửa thị trường cho hàng hóa dịch vụ đến từ các nước đối tác mà chúng ta đã ký kết các hiệp định thương mại tự do khiến thị trường trong nước thì không còn là khái niệm sân nhà nữa. Và nhất là đối với những nhóm ngành hàng mà Việt Nam có sức cạnh tranh yếu, kể cả như những một số các mặt hàng ở lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và một số ngành dịch vụ sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn. Và có thể nói các doanh nghiệp Việt Nam là những cái người là phải trước hết là phải gặp và phải đối chọi với những cái khó khăn đó. Tuy là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế và chiếm tới gần 98% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, nhưng đa số là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Do quy mô không lớn nên khả năng tích tụ và tập trung vốn để đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam bị hạn chế. Chưa kể đến, ý chí và nhận thức của chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, chưa có tư duy chiến lược dài hạn bài bản. Hiện nay, ngành dệt may Việt Nam đang rất yếu về cái khâu mà nguyên phụ liệu. Chúng ta nhập gần như 100% bông, khoảng độ 1,6 triệu tấn bông hàng năm, trong khi chúng ta sản xuất được hơn 1.000 tấn bông một năm, mặc dù là nước nông nghiệp. Thì đấy là sợi. Còn vải, đặc biệt khâu vải, và cái này liên quan đến EU đây, bởi vì quy định xuất xứ là vào EU là từ vải trở đi. Trong khi vải thì chúng ta nhập khoảng độ 75-80% nhập vải. Và đây là chính là những cái điểm nghẽn của ngành dệt may Việt Nam. Tại diễn đàn, nhiều giải pháp hỗ trợ hàng Việt đã được đưa ra, các chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, các chương trình xúc tiến thương mại trong nước, các chương trình thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các chương trình thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020.